Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ sáng nay đã có buổi tiếp công dân giải quyết một số kiến nghị liên quan đến chính sách giải tỏa đền bù và bố trí thuê chung cư. Tiếp hộ bà Mai Thị Sinh trú tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, hiện không có nhà ở phải dựng nhà ở tạm trên các khu đất trống, nay xin bố trí nhà ở xã hội. Qua đề xuất của các ngành chức năng, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ đồng ý giải quyết cho bà Sinh thuê tạm nhà liền kề tại địa phương trong thời gian một năm. Ủy ban Nhân dân quận Ngũ Hành Sơn có trách nhiệm tiến hành các thủ tục liên quan. Cũng liên quan đến xét bố trí chung cư, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ đồng ý giải quyết bố trí thuê chung cư đối với hộ ông Lê Đắc Hiệp và bà Lê Thị Hồng Sen là hộ nghèo trú tại phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê. Liên quan đến thực hiện chính sách giải tỏa đền bù, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ đã tiếp hộ ông Huỳnh Trực và bà Hồ Thị Tam diện giải tỏa khu đô thị sinh thái Hòa Xuân. Qua ý kiến từ các ngành và quận Cẩm Lệ, với trường hợp này, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cho biết các ngành chức năng đã xem xét giải quyết đúng theo quy định và lãnh đạo thành phố đã trực tiếp và giải quyết. Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ kết luận không giải quyết bố trí thêm đất tái định cư theo kiến nghị của gia đình. Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ đã họp rà soát giải quyết đơn kiến nghị xin nộp tiền nợ sử dụng đất theo quy định cũ của hộ bà Lâm Thị Phượng trú tại phường Hòa Hải. Trước đó, bà Phượng đã liên hệ nộp tiền, nhưng do cơ quan chức năng chỉ đi lòng vòng nên bà trễ một ngày và được yêu cầu phải nộp tiền theo quy định mới. Qua đối chiếu và xem xét đơn của công dân, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ nghiêm khắc phê bình và truy trách nhiệm của Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố khi chậm giải quyết kiến nghị của công dân. Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ giao Ban tiếp công dân và Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố tiến hành xác minh trường hợp này để giải quyết, qua đó xử lý cán bộ liên quan đã thiếu trách nhiệm.